Ấn tượng nhất là ít nói. Ít nói. Bà là ngồi không nói gì cả. Nó chỉ em ngồi nói mình ấy. Nó chỉ em ngồi nói mình ấy. Thấy hợp ngay chưa? Dạ rồi ạ. Tại vì lúc mà đi uống nước về là cho em đi bộ về. À đi bộ à, còn có chặng đường đi bộ về với nhau nữa. Dạ không, vợ em đi xe máy còn em cho em đi bộ về. À. Dạ. Kính chào về sức khỏe. Em bị sao? Em bị đau cuộc sống á. Em phải về Bắc làm chị. Thế là lại xa nhau tiếp. Dạ đúng. Xin chào anh Quốc Thuận và chị Thanh Vân. Em tên là Lê Đông Hà, năm nay em 32 tuổi. Hiện đang công tác tại sư đoàn 309 quân đoàn 4. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Thanh Vân, chào quý vị khán giả. Em là Bùi Thị Sâm, em sinh năm 93, hiện đang công tác tại kho G250, cục xe máy, tổ cục kỹ thuật ạ. Tại kho, tức là hai bạn là công tác ở hai đơn vị khác nhau. Hai đơn vị khác nhau. Vâng. Thế còn duyên hai người gặp nhau là như thế nào? Hai người có thể chia sẻ được không? Làm sao mà lại quen nhau? Làm sao mà lại gặp nhau? Bố mẹ em cũng ở trong cũng là bộ đội, cũng công tác trong đơn vị cùng với vợ. Nói chung thì mẹ là mai là mối cho để quen biết gặp được vợ ạ. Mẹ là mai. Dạ. Mà làm sao mà mẹ biết Sâm mà là mai? Dạ mẹ ở chung đơn vị với vợ em. Làm bạn với mẹ chồng đấy. Nhưng mà xíu anh hỏi nha, trong đơn vị của Sâm á là có nhiều cô gái không? Dạ cũng đối với những bạn ít tuổi như em thì cũng có bốn bạn. Bốn bạn. Mà sao mẹ của Hà lại đặc chấm biệt điểm là quan tâm sao mà? Cái này thì em cũng dỡ cái này về hỏi mẹ ạ. Hà nè, mẹ dạ. Nói là vì lý do tại sao mà mẹ lại chấm điểm cái cô gái này không? Dạ thì về thì em cũng nghe mẹ nói là cô bé này ở trong đơn vị thì ngoan, cũng có nhiều người khen rồi, được, giỏi giang, ngoan hiền. Có thời gian thì em cũng tìm hiểu với vợ để tiến tới. Thế con Sâm thì sao? Khi mà mình biết là mình được mai mối với một người mà mình đang gặp gỡ và làm việc cùng mà lại sau này lại có thể trở thành mẹ chồng của mình, thì cái cảm giác của em như thế nào? Em có sẵn lòng để mà gặp mặt con trai của cô ấy không? Mới đầu thì cũng hơi ngại ạ. Thì anh chủ động nhắn tin trước thì em cũng nói chuyện bình thường, làm quen làm bạn. Tại vì em từ ngoài Bắc vào đây công tác nên là cũng không có nhiều bạn ở trong này, thì cũng muốn chia sẻ xem là cuộc sống trong này nó có khác so với ngoài Bắc hay không. Thế rồi lần đầu tiên hai người gặp nhau diễn ra như thế nào? Dạ lần đầu tiên thì hôm đấy là cũng là vào ngày nghỉ cuối tuần, thì cuối tuần thì cũng hẹn bạn em chơi uống nước, thì lúc đấy là bắt đầu mới quen. Lần đầu tiên gặp cô gái này ở ngoài đời thì sao? Nói có ấn tượng thì không? Dạ có, thì ấn tượng với ngoại hình với phương mặt. Ấn tượng nhất là cái gì nè? Ấn tượng nhất là ít nói. Ấn tượng ít nói. Bà là ngồi không nói gì cả. Nó chỉ em ngồi nói mình đấy. Nó chỉ em ngồi nói mình đấy. Còn cô ấy trả lời không? Dạ. Cô ấy có trả lời không? Thỉnh thoảng cũng mới trả lời thôi. Thường như hỏi mấy câu, 10 chắc câu là trả lời vài câu đó. Dạ, vâng. Em có ấn tượng gì về ngoại hình của chàng trai này không? Ấn tượng là nói nhiều ạ. Nói nhiều. Một người thì ấn tượng là đương nhiên người kia phải nói rồi. Ấn tượng là nói nhiều. Nói nhiều. Tại vì em không nói thì em mới thấy ông nói nhiều. Đúng rồi ạ. Em là người ít nói. Rồi sau đó thì như thế nào? Sau đó thì về có suy nghĩ về cô ấy không? Nó về suy nghĩ ngay cho anh. Thấy hợp ngay chưa? Dạ rồi ạ. Tại vì lúc mà đi uống nước về là cho em đi bộ về. À đi bộ à, còn có chặng đường đi bộ về với nhau nữa. Dạ không, vợ em đi xe máy còn em cho em đi bộ về. Ôi tại sao xong không cho anh trở về? Dạ có trở về một đoạn nhưng mà lại thả em ở giữa đường. Em là người đi xe còn anh là có người chở ra. Sau đó là em là người chở anh về nhưng em chở về em thả giữa đường. Trời ơi xem ác vậy. Thực ra là em cũng không biết nhà ở đâu, em chỉ áng chừng là chắc là gần đến nhà rồi. Em bảo thôi đến đây thôi, em chở anh đến đây thôi. Tại vì là gần đến đơn vị em rồi. Rồi bao nhiêu lâu sau mới yêu nhau? Em sốt ruột đôi này quá đây này. Hỏi luôn đi. Bao nhiêu lâu mới yêu nào? Thì nói chung là từ lúc mà đồng ý quen lúc yêu trong khoảng 6 tháng. Khiếp lâu thế. Nhưng mà 6 tháng nhưng mà gặp nhau nhiều không? Thì nói chung là em ở đơn vị công tác thì thời gian về rất là ít mà lại xa nữa. 6 tháng gặp nhau được bao nhiêu lần? Hai ba lần đúng. Trời, 6 tháng gặp nhau được 2-3 lần. Như vậy là các bạn thường xuyên coi như là trao đổi với nhau rồi nói chuyện với nhau là hầu như là bằng điện thoại không đúng không? Dạ đúng rồi. Cái điều gì ở Hà mà Sâm cảm nhận được cái sự chân thành của anh và đồng ý làm bạn gái của anh? Cái mà để em ấn tượng và hay là đồng ý với anh là cái sự chân thành, quan tâm. Yêu nhau bao lâu thì cưới? Dạ yêu nhau một năm. Một năm. Vậy trong một năm đấy có kỷ niệm nào khó quên nhất? Nhiều nhất chính là cái khoảng giai đoạn mà em gặp tình trạng về sức khỏe. Thì em bị sao?
Bình tĩnh cho mình. Em bị đau cuộc sống ạ. Em phải về Bắc điều trị. Thế là lại xa nhau tiếp. Dạ đúng. Nhưng mà tại sao phải về Bắc điều trị ạ? Gần gia đình. Đúng rồi. Tại vì quê em ở Hà Nội nên em muốn về gần gia đình để có sự chăm sóc của gia đình. Anh là người đưa em về, sau đó em ở Hà Nội chăm điều trị 1 tháng. Thì trong khoảng thời gian đó thì anh luôn gọi điện hỏi thăm hôm nay em thế nào, có ăn được gì không, khỏe không, vui không. Thế là luôn luôn hỏi thăm em để em không phải quá suy nghĩ về cái chuyện của mình. Để em được vui. Và em đã hồi phục lại rất nhanh đúng không? Nhờ có tình yêu đó. Em đã khỏi hẳn chưa? Thế là sức khỏe em đã hồi phục được 80%. 80% rồi. Rồi quay trở lại với công việc. Tức là quay về đơn vị cũ công tác đúng không? Thì vào trong này thì chắc chắn là em sẽ nhận được một sự quan tâm hết sức đặc biệt, không chỉ là của Hà đúng rồi, mà còn là của mẹ chồng em bây giờ đó. Và chính cái điều quan tâm đặc biệt đó từ gia đình của Hà mà em đã cảm nhận rằng đây chính là người đàn ông của cuộc đời mình đúng không? Là thế là hai người quyết định đến với nhau sau cái biến cố đó của em. Dạ vâng. Anh thấy không, sau biến cố lúc nào cũng là một cái hạnh phúc. Đúng rồi. Sau cơn mưa trời lại sáng. Rồi đến khi nào thì ông ấy mới cầu hôn em? Cầu hôn như nào? Cầu hôn là có nghĩa em bị đau ở trong này, xong là trong cái khoảng thời gian đó là anh cầu hôn, sau đó em mới về Bắc để điều trị. Khoảng thời gian đấy là anh cầu hôn, thì sau đó em cũng mới đồng ý là để đưa anh về cùng nhà. Đấy cũng là lần về ra mắt nhà gia đình đầu tiên. Wow, tức là bạn cầu hôn lúc mà bạn gái của mình đang ốm. Ừ. Đúng rồi. Đặc biệt thế nhở? Sao lúc đấy Hà lại có quyết định như thế? Tại vì lúc đấy thì bọn em cũng đang bị bệnh mà, đó cho nên là cần sự quan tâm rồi chăm sóc. Đấy, thì em nghĩ đi đấy cũng là một cái thời điểm thích hợp để cầu hôn vợ em. Đáng yêu quá. Dạ. Thời điểm đó em cũng rất là đấu tranh, tôi tưởng là mình có nên đồng ý không, liệu mình có thể mang lại hạnh phúc cho anh không. Nên là đấu tranh rất là nhiều. Nhưng mà cái điều gì mà khiến cho em quyết định là chấp nhận, đồng ý làm vợ? Thì bên cạnh đó cũng là cái gì mà em cũng nghĩ là mình đang gặp như thế này mà anh vẫn quan tâm, gia đình anh vẫn quan tâm, yêu thương. Em chia sẻ thêm một chút là anh lại chính là tình đầu của em, anh lại chính là tình đầu của em. Wow. Lần đầu tiên mà quen được một người như vậy mà lại cầu hôn mình trong đúng cái thời điểm mình đang gặp về tình trạng như thế. Nó làm em cảm thấy là đây chính là chỗ dựa cho mình. Em may mắn lắm đấy, bởi vì thường là không ai gặp được cái tình đầu mà thành tình cuối luôn đâu em ạ. Dạ. Chúc mừng em. Rồi thì bao lâu thì các em mới cưới nhau? Tính từ lúc mà em quay trở lại với đơn vị á? 5 tháng. Em 5 về tháng. Điều trị 1 tháng, sau đó em quay lại đơn vị. Thì 5 tháng sau thì bọn em kết hôn. Là hai bạn đã có em bé chưa? Dạ em có rồi ạ. Đã có em bé rồi. Là mấy bé? Dạ em có một bé gái. Một bé gái. Bé bao nhiêu tháng? Bé được 15 tháng rồi ạ. 15 tháng rồi. Ôi vậy dạ. Mới đây. Vậy thì cái lúc mà em mang bầu á thì chắc có lẽ là em cũng phải công tác ở đơn vị Vâng. Ở Bình Dương đúng không? Vâng. Thì em chắc là ở nhà là với mẹ chồng không đúng không? Dạ đúng ạ, em ở nhà với gia đình chồng ạ. Thế giai đoạn bầu bí có gì khó khăn không? Giai đoạn bầu thì bọn em vừa cưới xong thì đúng ngay dịch Covid bùng phát ạ. Thì em có bầu luôn thì anh lại phải ở đơn vị lúc đấy là giãn cách chị ở liền một mạch là gần 5 tháng trong cái khoảng thời gian em bầu. Ôi, lại xa nhau tiếp. Đúng rồi. Dạ. Mà em biết không, cái giai đoạn mà bầu bí á thì rất cần. Đúng rồi. Rất cần có người sự chăm sóc bên cạnh. Vâng. Vậy những lúc như vậy thì có tủi thân không? Em có cảm thấy là mình bị một mình với con mình hay không? Và có bị stress không? Em không có cảm giác một mình. Tại vì là em được sự hỗ trợ tức là rất tối đa của gia đình chồng ạ. Bố mẹ rồi em rất là quan tâm, chăm sóc. Chăm sóc em rất là chu đáo ạ. Chỉ là đôi khi mình đi khám thai ạ thì thấy các cặp đôi cứ có chồng đi cùng ạ thì mình cũng thấy hơi tủi thân. Hơi tủi thân đúng không? Đúng rồi. Em hiểu về cái tâm trạng của vợ mình lúc mà mang bầu không? Dạ có. Thì người phụ nữ mà khi mang thai thì lúc nào cũng có suy nghĩ rồi lo lắng. Nhiều cái lo lắng rồi. Không có người chồng bên cạnh thì cũng khó khăn. Thời gian đó thì cũng vất vả, thì không về được nhà. Mình thương vợ nhiều hơn đúng không? Dạ vâng. Vừa mới sinh em bé ra thì nói chung là cái nỗi lo của mình là mình không biết làm gì đấy. Nếu mà làm việc nhà thì mình làm được, còn những cái việc mà ví dụ như là tắm cho em bé thì chắc chắn là không rồi, tại vì không có biết làm rồi thì nhờ mẹ rồi vợ thôi. Em biết làm những công việc gì cho con em?
Em giặt quần áo thôi anh. Em giặt quần áo thôi anh. Giặt quần áo. Rồi những lúc được về á, được về nhà đó. Dạ. Tối có thức đêm, thức hôm để chăm con cho vợ ngủ không? À, nói chung thì có nhưng mà ít. Tại vì đi làm cả ngày về mệt, về nhà ngủ lăn ra chứ không có phụ vợ được nhiều. Ồ, đến phần này là em nghĩ là sẽ có nhiều cái để nói đây. Đây. Cái phần kể lể đây, kể đó. Khổ đi em. Cái phần mà mình phải lôi hết tật xấu của vợ của chồng mình ra ánh sáng đó. Để cho là chúng ta cùng phải biết là cái vết thương lòng của mình ở đâu đúng không? Để đó. Người kia còn chữa lành cho mình đúng không? Ừ. Đó, thì bây giờ trước tiên là bắt đầu với Hà đi. Thì Hà có những cái điều gì mà chưa hài lòng với vợ mình thì ngày hôm nay Hà có thể nói ra một lần là kể hết để cho Sân hiểu hơn và các anh chị ở đây cũng hiểu hơn về em. Tật xấu của vợ em thì chung vợ em thì hiền nhưng mà hiền. Hay nói nhiều. Nhưng mà lại nhưng hiền, hiền nhưng mà hay nói nhiều. Nói nhiều nhưng mà lúc mà em về mới nói nhiều. Càm ràm. Đúng rồi, nó vui là càm ràm đấy. Càm ràm suốt ngày đấy. Mà thường là càm ràm vấn đề gì? Ví dụ như là em ngủ dậy mà không gấp chăn màn là lại càm ràm. Rồi một... bé con một tí không ấy đưa cho mẹ lại càm ràm. Cách để biến một cô gái ít nói thành nói nhiều là hãy cưới cô ấy về làm vợ. Quá hay, trâu vần quá hay. Còn tật xấu nào nữa không nào, kể nốt đi xem nào. Vợ em có tật xấu đặc sắc là tối ngủ là cắn em. Tối ngủ là cắn em. Dạ, tối nào cũng cắn. Ôi nhưng mà cắn yêu hay là cắn như thế nào? Dạ không, lúc nào em chọc tức vợ em thì em vợ em mới cắn. Ôi, dạ. Em giống chị thế. Bắn tim. Nhưng mà mỗi lần cắn như vậy á, đau điếng không? Dạ đau điếng luôn ạ. Có để lại bao nhiêu cái đồng hồ không? Dạ có nhiều lắm ạ. Để lại cả một tiệm đồng hồ luôn. Một tiệm đồng hồ luôn. Dạ vâng. Rồi nhiều khi mới đau quá có cắn lại không? Dạ nhiều lúc muốn cắn lại mà cắn không được. Trời nghe tội nghiệp nhá anh ạ. Cô ấy có thùy mị rồi có nữ tính không? Là... vợ em thì ăn mặc rất là đơn giản. À. Không có son phấn gì này nọ. Không son phấn. Dạ. Em bạn này quá may mắn đấy. Nói chung thì đồ của em thì vợ em cũng mặc được. Mặc luôn đồ của chồng. Tiện quá. Có nghĩa là người rất là mạnh mẽ. Dạ vâng. Nhưng mà em có muốn vợ thay đổi không? Dạ có. Nhân đây em nói luôn đi, em muốn vợ mình thay đổi những điều gì? Nói chung là trước tiên là thay đổi về gu ăn mặc đúng không? Vâng, gu ăn mặc thì thay đổi cái ăn mặc đi một xíu cho nữ tính. Nữ tính hơn. Trang điểm mấy ngày nọ cho đẹp. Trang điểm lên cho đẹp. Đó, trời ơi. Chồng này quá tâm lý luôn em ạ. Rồi bây giờ tới em đó Sâm. Ông ấy có những tật xấu gì không? Thời của em tới rồi, vùng lên. Tự nhận tật xấu là hơi bừa bộn ạ. Bừa bộn. Đúng rồi. Thì đó bừa bộn mới càm ràm. Đúng không? Thì em bảo là sao ở trong đơn vị nội vụ gọn như vậy, sao về nhà không tự giác gì cả. Cứ phải đếm nhá. Sau khi có con thì chỉ xoay quanh vấn đề là chăm con thôi ạ. Tập trung vào con. Dạ, chăm con thì... Ủa, tại sao lại là xoay quanh về vấn đề là chăm con? Cơ lại hai vợ chồng có không thống nhất được cái cách để chăm con á. Em thì muốn để con tự do khám phá, chơi đùa. Chị hiểu. Nhưng anh kiểu là cả một tuần mới về thì cứ thích bế con này, đi theo sát con, sợ con té con đau. Em thì cứ thả cho con chơi, tự do khám phá xung quanh. Nên là hai vợ chồng hay bất đồng về cái vấn đề đấy. Nhưng mà mỗi lần như vậy thì có xảy ra coi như là cãi vã với nhau không? Tất nhiên là cũng có rồi ạ. Nhưng mà cũng là vì thương con quá thôi. Và tới bây giờ thì các bạn đã hòa hợp với nhau và đồng quan điểm với nhau trong cái cách gọi là chăm con chưa? Cũng dần dần thì có em cải thiện chưa? Cũng có cải thiện. Em cũng phân tích các vấn đề đấy cho anh thì anh cũng hiểu ra là để cho con phát triển tự nhiên, khám phá xung quanh để con học hỏi được nhiều hơn. Thế giờ Sâm muốn chồng thay đổi điều gì? Cuộc sống hàng ngày thì chủ động hơn về việc cùng chăm sóc con, chăm sóc công việc gia đình thôi ạ. Tại vì là công việc của anh thì cũng thời gian ở đơn vị nhiều hơn ở nhà. Về nhà thì cũng chỉ muốn hai vợ chồng vui vẻ với con, với gia đình thôi ạ. Đó, hôm nay mình nói ra được với nhau là mình hiểu nhau hơn đúng không nào? Những cái điều đấy đâu phải là khó để thực hiện đâu. Ra mình chỉ cần để ý thôi, mình biết người kia không thích cái gì thì mình đừng làm. Mà mình biết người kia thích cái gì thì mình làm. Đấy, cuộc sống vợ chồng chỉ đơn giản vậy thôi, dung hòa. Thế ngày hôm nay là mình rất là mong muốn được nhìn thấy hai cái màu xanh này nó ập vào nhau ấy. Vâng, ôm giờ... nhau một cái tình cảm cho mọi người được vỗ tay một cái thật đúng rồi một cái rồi. Hai bạn hãy dành cho nhau những lời yêu thương đi. Hãy biết ơn nhau lúc này đi. Nhìn vào mắt nhau nào. Trong thời gian tới anh sẽ cố gắng phụ giúp em chăm sóc con, chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Sâm thì sao? Thì cũng chỉ mong là anh về nhà luôn vui vẻ, hai vợ chồng cùng cố gắng để chăm sóc cho con, vun đèn cho cuộc sống của hai vợ chồng tốt hơn. Ôm nào. Mọi xúc động lắm á.
xin cảm ơn. Em tên là Đỗ Thị Thu, 27 tuổi, hiện là nhân viên kế toán. Còn em? Dạ, em tên là Trần Trọng Nghĩa, em 29 tuổi, em cũng là nhân viên kế toán. Trời ơi, hai vợ chồng cùng làm kế toán luôn hả? Dạ, dạ. Rất chắc là căng cơ đúng không? Ở nhà ai là người nắm nguồn kinh tế? Dạ, vợ em. Chắc không có lỗi được đồng nào nữa đúng không? Dạ, chắc là vậy. Rồi hai em là gặp nhau là chung một công ty hay là... Dạ, cũng gần gần như vậy đó. Có một lần đó là em sắp chuyển cái công việc đi nghỉ việc á. Ừ. Thì lần đó là sếp em có tuyển một cái nhân viên mới. Em mới nhìn trong phòng của giám đốc đi ra. Ừ. Thì có một cô bé thì dáng người cũng nhỏ nhỏ xinh xinh. Ừ. Dạ. Dạ thì cái lần đó đi ra thì em cũng nghĩ trong đầu á là chắc là nhân viên thay mình rồi. Thì khi mà cô bé đó đi về thì em vô phòng giám đốc á thì em mới thấy cái bộ hồ sơ. Thì em biết được là tên, địa chỉ, rồi quê ở đâu. Rồi thế là qua ngày hôm sau rồi em làm quen. Dạ làm quen. Làm quen sao em? Lúc đầu thì em nhìn anh Hiếu không có ấn tượng thế đó. Cái mặt thì đen đen mà nhìn da khăn à. Em cứ nghĩ là 30 tuổi nhưng hỏi ra thực mới có 26 tuổi. Thế là lúc... hay là cách đây 3 năm hả? Dạ cách đây dạ. 3 năm cũng. Thế là lúc trong công việc á thì anh rất là nhiệt tình giúp đỡ. Xưa nào giờ tính em là vậy đó, cứ gặp con gái mà dễ thương là em hay ga lăng lắm. Rồi từ từ nói chung cũng tìm cách đi tiếp cận. Nhìn hai bạn này á rất là khó mà nghĩ là có thể thành một cặp được, tại vì nhìn hai bạn rất là khác nhau. Ừ. Thì cái lý do gì mà hai bạn yêu nhau vậy? Bạn em á là lần đó là cũng có làm một cái đề tài tốt nghiệp. Ừ. thì em cũng có rành một chút về tin học. Thì lần đó là bạn đó hỏi em về ví dụ cách làm báo cáo thực tập và bản sao đó. Bạn hỏi đó. Dạ đúng rồi, bạn hỏi em gì đó. Ừ. Thì em cũng nói chung cũng chỉ dẫn cái này nọ, thế thôi hẹn em ra quán trà sữa gì đi. Ừ. Thì em cũng nói chung cũng nhiệt tình cũng giúp đỡ. Ừ. Thời gian đó cũng nảy sinh cái tình cảm. Rồi bao lâu em mới có đẩy cái rung động với cái bạn này? À, sau thời gian 6 tháng. Bây giờ là đang ở nhà chồng hả? Dạ dạ. Từ sau 6 tháng đó là em đã có tình cảm với này thì bao lâu thì tụi em mới cưới nhau? 2 năm anh. Rồi anh hỏi nè, từ lúc mà lấy nhau về chưa chắc không có gì gọi là thế. Nhìn kìa, ôi trời ơi. nhìn nó sợ đó, ánh mắt kỳ lắm. Em mới hỏi xong nhìn nào pin. Nhìn anh nè, nhìn chồng em phải không? Thì lúc lấy nhau về rất là vỡ mộng, anh ấy bắt đầu bộc lộ cái bản chất rất là mê game. Trời ơi, mê game quá độ luôn. Vậy hả? Quá độ sao? Sao ông nào cũng mê game? Chơi tới 1-2 giờ sáng, có lúc 3-4 giờ sáng luôn, ngủ dậy tỉnh thấy đang ngủ chơi game à. Ừ. Thế là em nói thì anh mới nói là vậy thôi, giờ chia ra một ngày ngủ sớm với em, một ngày thì chơi game. Thì lúc đó em cũng đồng ý. Sau đó ngày ngủ sớm á thì cũng đi ngủ cùng. Nửa đêm em cứ nghe thấy tiếng bàn phím đập á, thì em tỉnh dậy thấy đang ngồi chơi. Tức của em nói bây giờ một anh chọn vợ, hai là chọn game. Anh kêu là chọn game. Trời ơi, sao? Sau đó em nói sẽ làm đơn ly dị. Anh tức của anh nói vậy em viết đơn đi, anh ký. Thế lúc cái bực chịu không nổi. Lúc cái đêm đêm á không có làm liền, chơi xong ngủ sáng sau dậy thì cũng thấy tên em khóc á. Tại giờ em khóc mà em không biết, cứ hít hít á. Em cứ tưởng là dần dỗi thôi. Thế bắt đầu mới sáng dậy ra, bắt đầu mới thấy mắt bụp rồi. Thì rồi chết rồi, vậy là hôm qua chắc là khóc dữ lắm rồi. Nói chung em cũng xin lỗi này nọ. Rồi, có hứa hẹn không? Có, thì em cũng nói là thế thôi quy định. Và bây giờ em một ngày á thì em được thức khuya chơi game. Một ngày thì em được ngủ sớm với vợ. Ừ. Thế là vợ em đồng ý. Hứa nhưng mà không có thực hiện. Yeah. Lúc nào vợ ngủ say là lẻn lẻn lên chơi game mà. Tức là hầu như đêm nào cũng chơi hả? Đêm nào ngày nào cũng chơi. Ngày nào cũng chơi. Dạ. Không có những đêm mệt quá thì em mới ngủ. Nhưng mà em chơi mà em không có một nhu cầu khác ngoài game hả? Ví dụ không, như em giờ. Chỉ cứ mê game thôi. Mê game, mê một số một. Ví dụ như cái nhu cầu về vợ chồng em không có cái nhu cầu đó luôn. Nói chung là anh nói là bỏ vợ được nhưng không bỏ game được. Ôi giời. Thế có khi nào em nghĩ rằng ví dụ như mình không có nhu cầu đó nhưng mà như vợ mình có nhu cầu đó thì sao? Có bao giờ em nghĩ đến điều đó không? Dạ có, em cũng nghĩ có đôi lần em thấy vợ dẫn đẩy lên là em nghĩ là chắc vợ cũng muốn này nọ đó. Ừ. Thì em cũng nói vợ rồi thì cũng ngày nghỉ ngày chơi game gì đó. Ừ. Cứ theo quy định đó mà làm á. Bây giờ là vẫn là chơi game nhưng mà chơi có game. Hoàn thành cái nhiệm vụ của người chồng không? Dạ có, em cũng rất là bất mãn, rất là nhiều lần nghĩ cũng buồn. Rồi em thấy mất hết cảm xúc, cũng thấy chán nản, không có cái ham muốn nhu cầu nữa đâu, ham muốn luôn. Có bao giờ em nghĩ nếu mà mình cứ như vậy hoài á, rồi một lúc nào đó vợ em có những cái suy nghĩ khác về một người khác, về một mối quan hệ khác thì lúc đó em tính làm sao? À không, vợ em cũng có nói rồi, vợ em cũng có nói chung là cũng có hù em này nọ, cũng viết đơn ly dị này nọ, chắc em mới kiếm người khác này nọ.
Thì sau những cái lần đó thì em cũng năn nỉ rồi xin lỗi, còn anh cũng hứa này nọ, anh cũng sẽ hạn chế chơi lại. Lâu rồi lại vào đó. Một hai ngày lại tiếp tục. Nói chung là em chơi thì hay không chơi thì nó cũng không quan trọng, tại vì em có thể treo máy đó thì em có thể làm được những cái việc khác mà. Liệu thì cái chuyện đó nó sẽ kéo dài được bao lâu? Hồi xưa thì em có một lần em chơi game mà dạy như là cũng đua á, nhưng mà một thời gian sau em cũng chán à. Thì em cái game này, này thì em cũng đang chơi nên chưa biết. Mà game thì mỗi một ngày nó càng nâng cấp. Sau một thời gian rồi nên là em cũng sẽ là nhàm chán thôi. Nhưng mà nó sẽ có game khác. Nhưng mà chị hỏi là năm nay em 29 rồi đúng không? Dạ 29 rồi. Mà tụi em định đến bao giờ thì tụi em mới có con? Thì em định sang năm nay. Sang năm. Mà ví dụ như giờ nếu chồng vẫn cứ vậy em vẫn chấp nhận có con, hay là em đợi là khi nào chồng hết? Thầy chấn chỉnh. Không, tại vì tại hồi xưa thì cũng có nghe thầy đó, do cái tuổi của hai người đó, là nếu mà có con liền thì nó sẽ làm ăn không được. Là ông này cái gì cũng nói cũng được chứ. Rồi bây giờ anh hỏi thiệt nè, thật sự đây là không phải riêng anh mà tất cả mọi người cũng đang muốn hỏi em. Nếu như cái trường hợp mà chồng em cứ ghi đầu vào chơi game thì em nhắm em chịu đựng được bao lâu? Thì em chịu đựng cũng một năm rồi. Bây giờ mà cứ tiếp tục mà không có thay đổi thì chắc sẽ ly dị thôi. Thật không? Thả tay em nói cũng rất là nhiều lần rồi nhưng mà lúc nào em bực quá là làm thật luôn. Em có sợ không? Em này nói chung cũng sợ, em cũng thương vợ lắm chứ. Thì nói chung là em cũng sẽ hạn chế lại. Vợ em thì cho em tới 11 giờ thôi thì cái hạn mức đó là em nghĩ là cũng được rồi. Không, quý vị có tin không ạ? Anh muốn hỏi em luôn. Dạ. Em có tin không? Em không tin. Ông tin thì giờ hứa đi. Thì nói chung là chồng cũng hứa với vợ sau này á thì cũng chơi game nhưng mà tới 11 giờ thôi. Hứa mà cũng tới 11 giờ. Tại vợ cho em chơi tới 11 giờ rồi. Nó nghe nè, thôi thì người đàn ông mà mình rộng lượng chút xíu đi. Thay vì người ta cho 10 đồng, mình cho 20 đồng. Bây giờ vợ cho 11 giờ. Vậy tại sao không rộng rãi một xíu? Em à, tôi chấp em luôn đó, tôi hứa tôi chơi tới 10 giờ thôi. Dám hứa không? Dạ được anh, 10 giờ cũng được anh. Đứng lên làm lại đi. Đồng ý không nào? Quý vị vậy là đàn ông chứ. Dạ. À, thế thôi thì chồng cũng xin hứa lại với vợ là nói chung là chỉ được chơi phép chơi game tới 10 giờ thôi. Chồng nhớ là chồng phải giữ lời nha, không được lấy xu. Yên tâm, không phải chỉ có một mình em mà còn biết bao nhiêu người là nhân chứng cho cái lời hứa này. Vợ chồng son phát rộng lắm, không chỉ ở HTV mà còn trên mạng, rồi còn cả những khán giả ở kiều bào ở trên thế giới nữa. Nó không thực hiện là hứa em lên em đăng đàn em viết xong đi tôi kêu mọi người tới quánh coi. Thuận nói rồi thì truyền hình phát sóng cả nước thì làm sao mà coi chừng nó nghe. Có bằng chứng hết rồi em được. Ở đây là khán giả trong đường quay người ta dữ lắm á, ta đến ta quánh là ta xé đồ luôn á, đừng có giỡn. Thấy không? À, chúc cho hai vợ chồng Nghĩa và Thu sau chương trình này về mau chóng có tin vui. Dạ. Có một em bé về. Dạ. Vui cửa vui nhà. Dạ. Khi có con rồi yên tâm đi, game nó bỏ hết, nó sẽ về nó chơi em con. Rồi cảm ơn em. Dạ. Em năm nay 33 tuổi. Tên là Nguyễn Quốc Khánh. Công việc của Khánh là gì? Chắc dạ, đã đoán là nghe chắc là có liên quan đến phòng tập tạ. Dạ có đi tập thôi chứ không có liên quan phòng tập tạ. Khánh làm gì? Dạ hiện em đang kinh doanh về thức ăn, bán thức ăn chó mèo với trang trí tiệc cưới. Dạ vậy đó hả? Mà tôi quận 6 lận hả? Dạ. Trời ơi, vậy mỗi lần mua đồ cho chó mèo mà nếu mà order từ quận 6 là bị xa. Không, cái mua đồ cho chó mèo á là shop. Còn này là như là cứu hộ chó mèo luôn. Dạ đúng, đúng rồi. Đâu, có thể chia sẻ chút xíu về cái công việc vậy? Cứu hộ chó mèo. Trời ơi. Thôi. Chị yeah, coi trên Facebook á. Yeah. Ghiền coi lắm, người ta cứu chó mèo rồi cứu. Mình cũng thích luôn. Cứu hươu, cứu nai đó. Hươu nai thì ở nước ngoài. Thì coi hết. Còn ở Việt Nam mình là chó mèo. Dạ thật. Bây giờ giới thiệu đi khoan. Giới thiệu tên, yeah, họ, công việc. Yeah. Rồi nói chút xíu về cái công việc này của hai vợ chồng. Em chào chị Hồng Vân ạ. Em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Uyên Như và năm nay em 31 tuổi. Em thì hiện tại là cũng kinh doanh cùng với chồng là về bán thức ăn chó mèo cũng như là trang trí tiệc cưới. Nhưng mà một cái cánh tay khác nữa của em, tức là hai đứa là cùng làm bên cứu hộ chó mèo. Thì thực ra không phải là chỉ có cứu hộ chó mèo đâu, mà là cứu hộ động vật ạ. Tức là hiện tại bên em là Sài Gòn Times đang có tới hơn 450 bé lận. Thì ngoài chó mèo ra thì còn có gà, vịt, heo, thỏ, rùa. Hoặc là những bé chim cú, chim mồ câu, rất là nhiều, rất nhiều loại động vật nữa ạ. Rồi cái coi như là mình cứ tụ chúng về đó, rồi cái nguồn kinh tế là ai, ở đâu ra để mà nuôi tụi nó? Dạ, thì tụi em thì cũng thuê một cái trạm ở bên Bình Chánh là rộng 550m² để cho mấy bé ở. Thì cứ chó thì sẽ có một khu và mèo một khu và các loại động vật khác một khu nữa.
Thì một phần là kinh tế là do tụi em cứ làm ra bao nhiêu thì lo cho tụi nhỏ hết bấy nhiêu. Rồi gia đình hai bên cũng giúp rất là nhiều. Nhưng mà cũng phải kể đến là có sự giúp đỡ của các mạnh thường quân nữa. Rồi cái việc mà cứu hộ chó mèo là như thế nào? Ví dụ như con chó nó bị vấn đề gì đó hay là con mèo nó gỗ rơi thì mình biết được thì mang nó về hay sao? Dạ, thông thường thì sẽ có các bạn nhắn tin qua bay hoặc là gọi điện qua cho em. Thí dụ? Thì em bắt buộc em phải lựa ca, tại vì hiện tại là em có tới 450 đứa rồi. Thì em phải lựa những cái ca nặng và cần gấp nhất để mà tụi em có thể chạy đi đón. Em nói cụ thể hơn đi. Dạ. Thí dụ như nhắn cho em nói về vấn đề gì mà đi cứu đó. Dạ. Thường thì các bạn sẽ nhắn về bé chó bé mèo đang bị tai nạn, nhưng phần lớn là em thấy là chủ yếu là bị chủ đánh đập. Dạ, đánh đập tàn nhẫn luôn, hoặc là đi ra đường xin ăn rồi bị những người không thích họ đánh nữa. Thì có nhiều bé gần như là thoi thóp luôn á. Thì tụi em phải chạy đi, có hôm là 2 giờ đêm tụi em vẫn phải chạy đi. Trời ơi. Mà cả hai chồng đó, hai chồng có như chở nhau đi. Dạ, nhưng lúc đó chưa cưới. Là kiểu giống như là lúc đó thì thời gian khoảng đó lúc mới bắt đầu vô trạm thì khoảng thời gian đó là phải cũng xin phép ba mẹ dữ lắm, nói con đi cứu chó xong rồi con chạy về thôi. Ủa em hồi đó giờ có cái câu chuyện cái này xin hỏi, nếu mà đưa lên dựng được còn không thôi nha. Ví dụ đó giờ có một cái trường hợp nào của một bé chó hay bé mèo, một con bé động vật nào đó mà nó thật là thương tâm và nếu như mà mình không đến kịp thời là nó chết không? Dạ thật ra là có rất là nhiều. Đâu em kể một câu chuyện thôi. Tại vì tụi em thì chỉ có hai đứa có thể chạy được thôi, còn em có thuê thêm 5 bạn để cùng chăm sóc. Không, anh đang hỏi có một cái trường hợp nào thì cái trường hợp thương tâm nhất mà tụi em tới nơi á thì bé chó đó bị người ta đánh rất là nặng rồi và đang thoi thóp rồi. Thì lúc mà em ẵm bé trên tay á thì em mong dữ lắm, mong là cố gắng chạy tới gần bác sĩ, nhưng mà lúc đó bé tuốt ở nhà bè lận. Thì em ẵm bé trên tay và bé lúc mà bé sắp mất á, bé cắn em một cái rồi bé nằm coi như là bé ngã ra luôn, bé mất luôn. Và đợt đó là em khóc rất là nhiều luôn, tại vì em cảm giác là giống như là tại sao mình không thể tới sớm hơn, hoặc là mình có thể chạy nhanh hơn để có thể đưa bé tới bác sĩ. Khóc mà không phải là vì bị bé cắn đau, mà khóc là vì mình bất lực trong một số ca. Nhưng mà chị hỏi nè, cái giống như là khi mà mình cứu được em á thì bắt đầu mình đưa đến bác sĩ quen của mình hay là cái bác sĩ đó là của mình luôn ở cái chỗ? Dạ, thật ra thì em thấy á, một bác sĩ là sẽ có một cái sở trường khác nhau. Thì ví dụ như ca mắt thì xưa đưa bác sĩ khác, rồi ca mà bị về ung thư hay là về xương thì sẽ một bác sĩ khác. Nên em chỉ cộng tác với khoảng tầm 5 bác sĩ mà em cảm thấy tốt nhất thôi. Thì với từng ca sẽ đưa qua từng bác sĩ phù hợp. Rồi mỗi lần như vậy là các bác sĩ lấy nhiều tiền không? Dạ, thật ra là cũng nhiều á, nhưng mà bác sĩ cũng hỗ trợ tụi em. Chỉ có điều ca mà nặng nhất mà em từng cũng là cũng phải tốn hơn 36 triệu. Tức là bé đó bị xe tải, bé mới sinh thôi, mới sinh con thôi, vì đi kiếm ăn và bị xe tải cán mà kéo lê hơn 10 mét luôn. Thì bé bị rách hai bên đùi trong, rách đuôi rồi rách tử cung, nói chung là bị rất là nặng. Dạ. Ca đó là con là em đi rước. Lúc mà ẵm bé thì máu chảy nó từ lúc mà đón bé từ nhà bè cho tới bác sĩ bên tận Phú Nhuận luôn. Trời ơi. Rồi thôi. Dạ. Như vậy thì hồi đó hai đứa lúc mà là yêu nhau đã làm chuyện này rồi hay sao? Dạ gặp không ạ. Thôi giờ mình vô cái thì đó gặp nhau nè. Đó. Lúc mà em chưa đủ 18 nữa ạ, tức là khoảng một tháng em mới đủ 18 thì em có tham gia vào một công ty, thì em gặp ảnh rồi em cứ bước vô và công ty đa cấp ạ. Thì ảnh đang đứng đó đang có thể bấm điện thoại và em bước vô và em thấy cái ảnh nó chững chạc lắm, mà hồi trước em mê vai to vai rộng nữa, mặc áo vest nữa. Và không biết làm sao, hên xui làm sao mà lúc đó công ty không có nam mà chỉ có nữ thôi, nữ ở lại thôi. Nó chưa, ban đầu là đã có ấn tượng. Dạ. thích ảnh rồi. Ban đầu là đã mê rồi ạ. Thế còn em thì sao? Dạ em cũng để ý vợ em, là lúc đó là tại vì có bạn dẫn vô mà không biết là sao vợ em mà vô không biết chuyện gì xảy ra mà cứ cười từ đấy, là từ cười từ cổng mà vô tới cái chỗ cái hội trường mà mọi người đang đứng luôn á. Xong cái em chỉ nhìn thôi, em thấy cái nụ cười đẹp quá mà em đâu có dám ngồi lại mình nói chuyện đâu. Xong cái vô tình cái tự nhiên người bạn của bạn em dắt qua nói chuyện với em, là thế từ đó tự nhiên là hai đứa là bắt đầu có duyên và tìm hiểu nhau luôn. Dạ chưa tìm hiểu đâu ạ. Sau đó chắc cũng khoảng tầm 1-2 tuần em mới gọi là người thả thính trước. Xin số điện thoại ảnh và nhắn tin là anh có biết em là ai không, thì hai đứa mới bắt đầu ạ. Rồi á, là cái
cái việc mà hai đứa cái vụ mà cứu hộ động vật á, là lúc đó là đã có mầm mống làm cái chuyện đó chưa? Thực ra là từ lúc quen nhau tới lúc mà tham gia vào cứu hộ là 6 năm. Tức là lúc đó, nói chung là trước đó là em đã mê chó mèo rồi, gia đình em đã dạy rồi, thì em cũng hay đi lượm chó mèo ngoài đường. Nhưng mà tham gia vào trạm là 6 năm sau. Cái trạm đó là của ai? Dạ, trước đó thì có một bạn với là một chị nữa thì cùng xây dựng lên một cái trạm để giữ những bé chó mèo mà cứu được mà không thể tìm chủ á, thì sẽ cho để đó trong thời gian mà tìm chủ. Xong rồi em lại thấy cái bài đăng về một bé chó, bé Small là bị cắt hàm dưới, rút toàn bộ răng và cắt lỗ tai, cắt đuôi luôn. Trời ơi, ai mà ác dữ vậy. Lúc đó bé còn bị liệt nữa nên em rất là xót và mới quyết định là qua trạm để xin nhận nuôi. Nhưng mà cái tính hai đứa em có tật là hay dọn dẹp đó. Xong rồi ba bệnh thấy không có ai chăm tụi nhỏ nhiều hết nên hai đứa tự nhiên bàn nhau quyết định là thôi hai đứa sẽ cố gắng mỗi ngày qua dọn chăm sóc tụi nhỏ. Rồi lúc đó là thích nhau luôn. Dạ. Như là tiếp cận nhau nhiều quá. Và xuất phát từ cái lòng yêu thương nó giống nhau quá. Dạ đúng rồi. Và cuối cùng cái tới với nhau luôn. Dạ thực ra thì ảnh không có mê chó mèo bằng em đâu. Em mê em là đứa giải nhưng mà vì mê em cho nên mê chó mèo. Đúng chưa? Dạ. Đó. Ủa nhưng mà công việc bồ lúc trước là hai đứa khó khăn lắm cho nên là mới đi phải đi làm, xin đi làm vào một công ty đúng không? Dạ thực ra lúc đó em hoàn cảnh em là sao? Mới học đại học, mới lên tới đại học thôi. Nhưng mà có khó khăn không? Dạ không. Dạ em thương mà. Tại vì em mới đi làm mà ba mẹ không cho đi làm nên gần như là trốn đi làm á. Còn là tiểu thư con nhà giàu. Còn em thì sao? Dạ, còn em cũng là một gia đình bình thường thôi. Dạ cũng phải đi làm về cửa, cũng đi làm từng ngày thôi. Nhưng mà lúc em biết vợ em tiểu thư á là em có bị cảm thấy là nhục chí không có muốn cua không? Dạ đúng rồi, lúc mà bị mặc cảm không? Lúc là lần đầu tiên mà thấy nhà vợ cũng hơi tự ti chút xíu. Xong mà nhưng mà tính cách của vợ em làm cho em phải mình cảm thấy là mình phải tự tin lên chứ đúng không? Là mình phải cô ấy sao mà nhà cửa khang trang vậy mà sao cô không có chảnh, không có thấy mọi người thì cô ấy cũng hòa đồng lắm, không có da dẻ đó. Đó là cái động lực của em mà em tiến tới bây giờ. Tức là chính thức hai đứa mà yêu nhau á là bao lâu sau khi gặp? Dạ cũng là phải 2 tháng ạ. Cha cũng lâu rồi. Lâu quá chị ơi. Dạ, 60 ngày đó chứ đỡ hoài. Dạ, 1 tháng sau là nhắn tin, nhắn ơ đồ. Dạ. Xong rồi 1 tháng sau nữa là chính thức yêu nhau. Dạ. Rồi yêu trong vòng 6 năm. Dạ, dạ. Tụi em yêu là 12. Tới năm thứ 12 mới đám cưới. Trời ơi. Thật ra là năm thứ 6, thứ 7 là tụi em đã tính đám cưới rồi. Nhưng mà đợt đó là do tụi nhỏ dọn từ chỗ cũ qua chỗ mới xa quá. Tụi nhỏ là mấy con chó mèo không? Dạ. Thì tụi nhỏ bị bệnh rất là nặng nên tụi em lập dùng hết toàn bộ tiền cưới để mà chữa bệnh cho tụi nhỏ luôn. Trời ơi. Mặc dù là lúc đó đã mai cho mỗi bé là cứ mấy bé gái thì sẽ là một cái accessory và bé đực thì sẽ là một cái bộ vest. Nhưng mà quyết định là hủy đám cưới để có thể là chữa trị cho tụi nhỏ. Giờ em chỉ nói là anh ơi giờ tụi nhỏ bệnh quá. Giờ thôi lấy tiền cưới đi, có gì mình cưới sau. Nói thôi giờ em quyết sao nghe vậy. Bà tính bướng. Vợ bướng lắm không nói được. Mà cái mình chỗ thấy... của tụi em là chỉ có chó mèo hay còn dạ còn nhiều loại nữa. Nãy có nói đó gà cú rồi heo thỏ có cả khỉ nữa. Nhưng mà khi mà khỉ đã quen dần rồi thì em sẽ đưa lên một cái vườn quốc gia cho bé. Ê thí dụ nha, này cái anh hỏi này, tụi em đang đi ngoài đường nhìn thấy một cái thằng quên một cái người mà người ta chở một cái chuồng chó. Mấy đứa có giải cứu mấy con chó? Thật ra là em không đồng ý cái việc chuột chó, chuột mèo vì thực sự là làm như vậy sẽ làm giàu cho họ. Nhưng mà em nói tức là với những bé có duyên với em, nếu như em là người sẽ gặp cái xe đó thì em sẽ chọn cách chuột. Còn em không thì muốn là phải có duyên á. Đúng rồi. Chứ không phải lúc nào chứ không phải là mình phải vô lò mổ để chuột theo dạng là có nhiều bạn là thích chuột theo sở thích đó, tức là họ chuột nhưng mà chuột họ không biết chăm bao nhiêu thì không được như vậy. Nếu anh nói có duyên á. Dạ, tức là nếu mà có duyên với em là em sẽ chuột về để em chăm. Ồ như vậy là 12 năm mới cưới nhau. Dạ. Đúng ra là 7 năm là đã cưới rồi. Dạ. Ủa nhưng mà sao mắc mới thì năm sau cưới luôn. Dạ, em đâu có tiền. Bà nói ta gom hết tiền ta nuôi mấy bé mà. Mà gom tới 5 năm luôn hả? Tiền dạ. Thì trời cũng phải chắc dạ. Mót đồ là như là mỗi tháng nhưng em làm ra lo cho nhỏ. À cho anh hỏi nhiều chuyện xíu. Bộ gia đình không có hỗ trợ hay sao? Lúc đó thì gia đình cũng không có biết nhiều về tụi nhỏ đâu. Em không dám nói tại vì khi mà chắc chắn là không ai đồng ý, ba mẹ không đồng ý cái việc là con gái lo cho việc thiện nguyện mà không lo công việc của mình nhiều quá. Nên em gần như là em không cho ba mẹ biết. Sau này á, thì em mới cho ba mẹ hai bên tới gặp tụi nhỏ và thấy được cái cảnh mà từ lúc mà một bé thoi thóp hoặc là đang bị bệnh rất là nặng mà em chữa tới lúc tung tăng quậy phá thì ba mẹ rất là ủng hộ mới giúp tụi em phần đó. Dạ.
Rồi 12 năm yêu nhau vậy á, là cứ suôn sẻ hay là có bao giờ gây lộn rồi cãi lộn rồi đòi chia tay? Chia tay không? Em kể chị nghe coi. Dạ có. Bên nào đòi chia tay? Đây. Họ thường biết mà hỏi thôi. Dạ, cũng đúng là cũng liên quan với tụi nhỏ thôi à. Ừ. Nhiều lúc tụi nhỏ hư á la, tại vì tụi đôi lúc tại vì lúc đó là tụi em ở nhà thuê không à. Tại vì mỗi lần kiếm được một cái nhà mà cho chó với mèo vô thì rất là khó. Và rồi kiếm được chỗ thì phải sắp xếp rồi cho chỗ ngủ cho nó rất là yên tâm. Rồi nhiều lúc nó quậy quá, ảnh hưởng hàng xóm thì hàng xóm mắng vốn. Thì tụi em là người la chính, la tụi nhỏ thì vợ em lại la em. Xong rồi không hiểu nhau rồi lại la nhau. Rồi cãi lộn. Rồi xong nhiều lúc giận quá anh cứ lâu ngày la tụi nhỏ hoài. Mà thực chất em muốn la để cho cái mọi người hàng xóm không có la nữa. Xong nhiều lúc đó căng thẳng thì nhiều lúc đòi chia tay miết. Vậy đó hả? Có lần nào mà chia tay mà nó nặng đô lâu không? Dạ lần chia tay nặng đô nhất là do ảnh đi lo với em gái mưa thôi ạ. Nhưng mà lần đó là chỉ có giận nha, ba ngày thì ảnh qua ảnh năn nỉ rất nhiều. Và lần đó thì em đã gọi là gom hết tất cả quà mà ảnh tặng. Tại em nói là người Hoa là khi mà sinh nhật á, người ta sẽ ăn một cái trứng màu đỏ cho hên. Thì ảnh lúc nào anh cũng ngồi làm những cái trứng là hình thù rất là dễ thương để tặng em. Thì đợt đó giận nha, vậy là em gom quà toàn bộ, viết một lá thư rồi đem qua tới tận nhà ảnh luôn. Xong rồi mẹ ảnh đọc được và mẹ ảnh la ảnh nhiều lắm. Rồi mẹ em cũng chêm vô nữa thì hai đứa mới làm lành được. Đó là lần giận duy nhất. Nhưng mà Mai có phụ huynh đúng không? Tức là dạ, đúng rồi. Em có em gái mưa. Chà, em gái mưa đó xuất hiện hồi năm não năm nào? Canh con nhỏ đi coi mấy đứa nhỏ xong ở đây đã mưa gió. Không, cái đó là năm đầu tiên rồi ạ. Năm đầu tiên quen nhau rồi. Này có cãi lộn thì là chỉ có tụi nhỏ là tụi mấy hàng gắn rồi. Là năm đầu tiên là không có em gái mưa đúng không? Dạ. Còn mấy năm sau có em gái lác đác. Dạ không, sau đó thì ảnh sợ lắm mà, tại vì em là chúa ghen á. Chỉ cần gọi điện thoại mà chỉ cần ren tới tiếng thứ hai mà không bắt máy là em giận rồi. Ủa rồi cái lần thứ hai á là lần nào? Dạ lần thứ hai, trước giờ thì em thấy chỉ có một lần duy nhất, đó là chọn chia tay gọi là nặng nhất thôi. Thôi bây giờ xóa đi. Thôi xóa đi. Dạ đúng rồi. Còn bây giờ thì có nghĩa là, nhưng mà hỏi nè, ảnh có lãng mạn không? Em thấy là ảnh thuộc dạng là không có lãng mạn miếng nào luôn á. Nhưng mà ảnh có hoa tai, ảnh làm cho em những món quà rất là dễ thương. Cả cái việc là sinh nhật em thì em kỳ lắm, em không thích là đi sử dụng tiền quá nhiều. Thì ảnh lại là cho em ngủ tới giờ nào ngủ, xong rồi ảnh sẽ xuống làm cái món mà em thích là món bột chiên. Xong rồi ảnh lại bật đèn lên rồi nọ. Thì em chỉ thấy lần đó là lãng mạn nhất thôi. Ảnh lãng mạn lắm đó nha. Đó là những cái hành động lãng mạn đó. Em thấy duy nhất một lần thôi. Là hai đứa bây giờ là yêu nhau 12 năm. Dạ. Rồi bắt đầu làm đám cưới. Dạ. Rồi giờ có mấy đứa con rồi? Dạ, tụi em không biết định có con ạ. Không có con. Lý do? Để dặn cho. Nói coi tại sao? Chính là em cảm thấy là đợt cũng trong khoảng thời gian mà vợ chăm sóc tụi nhỏ, cho em cái suy nghĩ là không biết sao lạ lắm. Em muốn là vợ em phải cực khổ thêm. Rồi thời gian chăm con, thời gian mà có bầu khoảng 9 tháng 10 ngày thì trong khoảng thời gian đó vợ gắn bó với tụi nhỏ rất là nhiều. Rồi mỗi lần vợ qua thì tụi nhỏ mừng, rồi lỡ xô đẩy là nó công rất là nguy hiểm. Với lại một ngày nào đó, ngày nào cũng vợ cũng bị áp lực, kiểu giống như là bạn ơi nhận mấy cuộc gọi là bạn ơi nhà tôi có con, tôi mới đẻ con rồi, vợ sợ ảnh hưởng là lông chó lông mèo rồi, bạn nhận giùm tôi đi, nên là cảm thấy là vợ bị chết nhiều quá. Xong rồi đợt dịch vừa rồi cũng thấy em coi chương trình cái sự về mấy người mẹ mà có bầu á, người vợ mà có bầu á, xong họ phải đánh đổi là gì chứ, giữa họ con họ với cuộc sống giữa sinh mạng của họ. Dạ, đó đúng rồi. Nên là có suy nghĩ là xong cái bộc bạch với nói ba mẹ trước. Rồi ba mẹ có nói giờ công việc của tụi con là dính với tụi nhỏ nhiều quá, hoặc tụi con không có thời gian chăm con, tụi con thời gian chăm. Nên là con nói mẹ là ba mẹ ơi, con quyết định là tụi con có con được không? Tại vì ba mẹ em cũng hay là cũng lớn rồi đó, cũng nói mình nói đúng cái quan điểm thì ba mẹ cũng đồng ý. Xong rồi nói có lúc đang chạy xe trên đường thì em quay qua nói nhỏ với vợ là em ơi mốt sau này cưới rồi đừng có con được không? Có nghĩa là lúc yêu nhau sao? Là đã nói rồi đó đúng không? Dạ. Vợ cũng đồng ý suy nghĩ luôn. Mày được cái là em rất thích là không biết sao là vợ em có cái những suy nghĩ mà khác với người khác. Giống như là thôi giờ em cứ suy nghĩ là lúc nhỏ lớn lên mình sẽ giống như là cưới kiếm một người vợ nào đó, mình đi làm xong rồi cưới kiếm một người vợ nào đó hợp với mình thì mình sẽ cưới xong mình đẻ con, cuộc sống nó cứ tiếp tục vậy. Còn vợ em là ngược lại hết. Làm em cảm thấy cái đâu ngược lại sao? Kiểu giống như là
làm cái gì mình thích là mình làm thôi, chứ không cần phải cái nguyên tắc nó vậy là mình phải vậy. Phá bỏ nguyên tắc. Dạ, phá bỏ hết những nguyên tắc mà cho nên mình đặt điều ra đó trước mà. Giờ. Dạ đúng em rồi. Em thấy vợ em rất đặc biệt. Dạ đúng rồi. Em có thấy chồng em đặc biệt cái điều gì không? Dạ, em thì chỉ thấy là ảnh rất là quan tâm em, ảnh là người chiều em nhất trong tất cả mọi người luôn. Thực ra ba mẹ chưa chắc gì chiều em được vậy nữa, nhưng mà ảnh chiều em lắm. Chỉ là ảnh là người nhiều khi thấy ảnh thì vậy, nhưng mà ảnh là người đứng sau để động viên em. Chẳng hạn có những khi mà có những lần em lên chương trình á, thì cũng nói về việc sinh con, thì có nhiều bạn nói là em là đồ bất hiếu vì không sinh con nói giỏi cho gia đình. Thì cũng khóc nhiều lắm, tại vì cảm thấy là mình thương ba thương mẹ, mình lo ba mẹ nhiều vậy mà lại bị nói là bất hiếu nên buồn. Thì ảnh cũng là người đứng ra phía sau để nói cho em hiểu, để em không có buồn nữa và cố gắng để mà lo cho tụi nhỏ thôi. Và cũng có nhiều bạn nói là, có nhiều bài báo nói là em chấp nhận hy sinh là không sinh con để lo tụi nhỏ, mà thật ra là cái đó em chọn vì em thích thôi. Em nghĩ là em chọn tụi nhỏ nhiều hơn. Đúng vậy. Thực ra thì cái chuyện ở đây, cái hạnh phúc nó không, tức là giống như tụi em phá bỏ cái nguyên tắc đó. Thì nếu như mình phá bỏ mà mình cảm thấy không hạnh phúc thì là mình không nên làm. Nhưng mà rõ ràng khi mà mình phá bỏ mà mình thấy là cái mình chọn lựa nó đem lại hạnh phúc cho cả hai bên, cả chồng cả vợ, thì mình cứ việc chọn thôi, là chọn thôi. Hạnh phúc lựa chọn là lựa chọn, đúng không? Chọn lựa chọn giống nhau nha chú. Trời ơi, rồi sao, rồi lấy nhau về thì hai đứa có thấy đối phương mình còn có những cái khuyết điểm mà mình cần phải chỉnh sửa không? Thật ra là em lên bao nhiêu chương trình á thì em chỉ thấy là ảnh không có stress nhiều bằng cái việc là tham gia chương trình này đâu. Vì ảnh suy nghĩ mấy đêm trời để suy nghĩ là mình nên kể xấu vợ như thế nào ạ. Tại vì ảnh thích kể xấu vợ lắm. Nên phần này em nhường cho ảnh trước ạ. Hồi nãy lúc em nói cái câu đầu tiên á, nghĩa là ảnh lo lắng thì là anh lại suy nghĩ liền trong đầu, lo lắng chắc vợ mình mà khui cái tật xấu của mình ra, đúng không? Mà đến khi em nói là lo lắng là không biết lên khui tật xấu của vợ mình ra, thì quá bất ngờ. Để cho anh khui đi đâu, để thôi giờ thôi, chính vì thế là anh rất là khoái em. Thôi em khui đi. Dạ, vợ có nhiều tật xấu lắm. Tật xấu nhất là thương tụi nhỏ nhiều hơn em. Ganh đó, ganh đó, thấy chưa? Ở chút là tụi nhỏ không biết gì, giống như là đang chơi giỡn, xong nó la. Cái câu đầu tiên mà vợ em hỏi em, anh làm gì nói vậy? Trời ơi, con không biết con, em không biết em làm gì nó nữa. Mà tự nhiên xong cái la ngược luôn, không biết chuyện gì xảy ra. Anh làm gì mà nó la dữ vậy đó? Hai là đòi em ngủ, đòi đuổi em, không cho em ngủ giường mà đòi ngủ, bỏ em đi ngủ ghế sofa. Bắt là, em là đuổi em đi ngủ với sofa. Dạ, tại vì tối tụi em ngủ với 16 con chó với hơn 50 con mèo. Trời. Ủa, là trong phòng á hả? Dạ, dạ tụi nhỏ em có hai trạm, là một trạm mình tránh rồi và một trạm là ở nhà riêng nữa. Thì cái phòng em có vậy, thì thông thường là em ngủ là coi như là các bé sẽ bao quanh từ đầu tới chân luôn, bao quanh hết. Và chồng nằm một sát bên góc của bên đây. Chỉ có cái nằm. Xí anh hỏi nè. Vậy thì không gian cái phòng ngủ của em là không gian mở đúng không? Dạ, tại vì đâu thể nằm máy lạnh được. Dạ, có máy lạnh nè. Phòng em thì khoảng rồi lông chó, lông mèo rồi thì sao? Tụi em thì em thấy cũng bình thường thôi. Tức là khi mà em chăm tụi nhỏ thì hiếm khi mà tụi nhỏ bị rụng lông á. Tại vì mình chăm kỹ á. Với lại mình phải tắm rửa sạch sẽ và cả việc sổ dung mọi chiếc người tụi nhỏ đầy đủ nữa. Nên gần như là tụi nhỏ nằm đầy hết giường em luôn. Rồi những lúc mà hai vợ chồng hành động thì chó mèo nó không ngủ thì sao? Dạ, không bao giờ hành động được ạ. Trước mắt bọn thú cưng. Dạ, bởi vậy thường hai đứa là phải đi đi khách sạn. Dạ. Dạ, tốn thêm khoản tiền. Dạ. Dạ, coi như đó là buổi đi chơi của hai đứa, giống như tranh thủ nói mẹ ơi tối nay tụi con đi chơi, sẵn tụi con ngoài ngủ nha. Mẹ cũng hiểu, tại vì thôi cho ngoài đi. Biết mà mẹ biết đúng không? Dạ. Dạ. Rồi. Là 16 con chó. Dạ. Ủa rồi tụi nó ăn hạt không hả? Dạ không ạ. Em cho tụi ba các bé là ăn cơm với lại thịt gà xay cùng với rau củ. Còn nếu mà ngày lễ Tết thì mọi bé sẽ có một cái đùi gà hoặc là một cục gà heo hoặc là các phần thưởng nào đó cho mấy bé. Ừ quá. Rồi có nghĩa là vợ là cưng thú cưng hơn cưng chồng. Rồi. Rồi sao nữa ta? Dạ, bừa bộn nữa. Bừa bộn không phải bừa thôi, nuôi con quá nhiều, 450 đứa con mà. Làm sao mà gọn cho nổi? Dạ không ạ, em vừa lắm, em vừa thiệt. Em đi dọn thấy mồ luôn. Lần nào anh cũng nói là nhà này không có anh sẽ nhưng cái chuồng heo vậy đó. Rồi bây giờ những cái vấn đề tiểu tiện, đại tiện của tụi nó thì sao? Dạ, thì mèo thì dễ lắm, mèo tụi em chỉ cần để một hay cát thôi thì mỗi ngày mình sẽ dọn khoảng 3 lần. Còn chó thì các bé lắm, tại vì cái phòng em sẽ có một cái sân phía ngoài thì các bé cũng đi ra ngoài, hoặc là nếu mà đi trong nhà thì tụi em cũng dọn dẹp liên tục như vậy. Rồi một ngày mà dọn vậy thôi cũng hết ngày rồi. Dạ. Dạ đúng rồi, vấn đề dọn là
riêng trong phòng là 2 tiếng đồng hồ. Ừ. Là em dọn 2 tiếng đồng hồ. Vợ vô xíu cái tụi nó thay là canh cho anh đi toilet cái nha. Vô cái là dọn thêm 15 nửa tiếng nữa. Ừ. Tại vì em biết sao khi mà từ nhỏ gặp em thì nó bị thai não á. Tức là đang bình xong cái tự nhiên gặp em vô là bắt đầu quậy tức bừng lên à. Nó cũng trời chó nó khôn lắm, nó coi mặt đúng rồi. Dạ, đúng. Nó ngộ lắm. Dạ. Rồi, nhưng mà nè, làm người ta nói là mình làm sinh nghề tử nghiệp á. Dạ. Đó, thì có bao giờ mà em nuôi mấy bạn ấy mà mấy bạn ấy coi như là cắn em không? Dạ, cắn là chuyện bình thường à, nhưng mà cái vết cắn nặng nhất mà em phải khâu 36 mũi là trên mặt. Thế là bé chó này rất là to và em cứu về, nhưng mà thực ra là bé rất là dữ rồi, nhiều người nhận rồi mà không thể được thì mới quyết định là đưa qua em. Và em chăm thì em thấy là bé tình cảm lắm, nhưng mà em lại dở chỗ là quên mất là bé vừa về chưa được bao lâu, chưa được một tháng nữa thì em lại ôm bé làm cho bé hoảng. Thì bé cắn ngay mặt em là rách và lủng dạ ngay đây ạ, là lủng vô hàm luôn. Thì đợt đó em chạy vô, em bịt mặt, em chạy vô em nói là anh ơi em bị cắn rồi. Thì ảnh cứ nghĩ là cắn bình thường tay chân thôi. Tại vì tay chân em bị cắn liên tục mà. Thì ảnh nói ừ sao rồi, có sao không, để anh coi. Xong rồi em dở ra thì ảnh mới hết hồn mà chở đi bệnh viện. Rồi có đuổi con chó đi không? Dạ không, mà tại vì ở trong bệnh viện bác sĩ vừa mà vừa hỏi câu là em sẽ làm gì với bé chó đó. Thì em nói dạ thì em bình thường đâu có gì đâu, tại vì bị cắn quen rồi. Nhưng mà bé chó đó rất là dễ thương ở chỗ là đợt cắn em xong lại bỏ ăn 3 ngày. Chỉ vì lo hay gì đó em không biết. Nhưng mà đợi em xuất viện xong em về em nói chuyện với bé và em nói là không, chị không sao đâu. Thì bé ăn trở lại, tức là em đút đồ ăn thì bé ăn trở lại. Xong rồi là kể từ đó về sau thì bé hiền hơn và có tình cảm với em hơn. Bây giờ bé đó còn có chăm? Dạ vẫn còn, em vẫn chăm. Tại vì đối với những bé đối với những bé dữ như vậy thì em không tìm chủ. Em chỉ chọn những bé hiền và đẹp và khỏe thì em sẽ tìm chủ mới thôi. Trời ơi. Rồi vậy là coi như là chỉ có cái tật xấu vậy thôi, chứ còn một con người mà như vậy chị nghĩ chắc cũng khó có tật xấu lắm. Tại vì thì 450 loài mà trời chị nói thiệt với em là khủng khiếp, chứ không có đơn giản đâu. Nhà chị có mấy con thôi mà chị muốn chết với nó. Ủa rồi heo thì sao giải cứu? Dạ heo là hồi trước là khi mà em nhận á là bé bị có một bạn nuôi theo dạng là người ta nghĩ là heo kiểng, người ta nuôi xong rồi tới lúc bé lớn hơn rồi lại không cho bé ăn nữa và làm cho bé ốm cực kỳ mà ốm mà xương luôn. Dạ thấy thương luôn á, mà heo lớn rồi mà lúc đó mà mới được có khoảng 7-8 kg thôi. Xong rồi em cũng đón về và chăm xong rồi hiện tại là bé 150 kg. Thật ra là em có 2 bé heo lận, một bé heo là mất rồi thì em phải 4 người rinh lên một cái xe để mà có thể đưa bé lên xe ba gác để đi thiêu. Rồi em chọn cách là đi thiêu bé ở bên Bình Hòa rồi sau đó là cứ lo cho bé còn lại. Mấy con thú đó mà đầu thai được vô cái trạm em chắc nó cũng tu bị lắm đó thiệt. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ nói vậy thôi chứ thôi có mong muốn gì không muốn gì hả? Dạ thôi cứ vậy đúng không? Cứ thấy vợ vui vẻ là được. Tại nhiều lúc cảm thấy vợ giống như là cái cục pin của em vậy đó. Trời ơi thương không. Cảm thấy vợ vui vẻ là cảm thấy em làm gì cũng được. Hai đứa này cũng đâu trên trển á, em định nói đó chị Mộc, sứ giả trên trển đưa xuống á thiệt luôn á. Mà qua chương trình này rồi còn lan tỏa hơn nữa. Thiệt luôn á, anh nói thiệt còn lan tỏa hơn nữa. Được. Và những người mà ngày xưa có những cái comment tiêu cực về em, chắc chắn những người đó sẽ có một cái suy nghĩ khác về em và sẽ trân trọng em. Và biết đâu chừng sẽ có những comment xin lỗi em về những cái comment nó sai lệch như vậy. Nghe. Đấy. Rồi thôi bây giờ tới em đó, chồng em sao? Đó. Em thì thật ra là ảnh có cái tính là ảnh hơi cọc đó, nhưng mà cọc với ai chứ không cọc với em. Chỉ là mỗi lần mà giận lên thì ảnh có tật là ảnh sẽ tự làm ảnh bị thương. Và có cái tính là ảnh quá thương em đi. Cái đó em không biết gọi là tật xấu hay tốt, mà ảnh quá thương em. Và như ảnh nói là ảnh là coi em là cục pin á. Tức là khi mà em stress thì ảnh sẽ stress, khi mà em vui thì ảnh sẽ vui. Thì thật ra cái đó là em nghĩ là ảnh hơi thương em quá. Nhưng mà em vẫn không muốn ảnh thay đổi gì hết. Vì thật sự là để mà có thể chiều một cái đứa bướng và lì như em thì chắc anh phải cố gắng rất là nhiều rồi. Rồi ủa vậy đâu có thật xấu gì đâu. Dạ anh không có thật xấu không gì luôn á, không có, gần như ảnh là hoàn hảo luôn á. Rượu bia không, thuốc lá không, nói chung là tất cả mọi thứ. Gọi là bây giờ hiện tại anh sợ em ghen tới độ mà chỉ cần một cô gái nào đó tới gần mà nói chuyện thì anh nói thôi em cứ đưa qua nói chuyện với vợ anh đi. Hai câu đó thôi, em nói chuyện với vợ anh đi. Vậy thì anh có bị cái trạng thái gọi là có thể gọi là lo lắng một cái thái quá không? Dạ đúng rồi, em thấy là ảnh lo lắng một cái thái quá. Ví dụ như em lỡ cầm một cái vũ khí gì đó. Dạ đúng rồi, em cầm một con dao, em đang gọt trái cây. Nó không để anh gọt, tại vì ủa tại sao không biết sao em đụng dao là em chảy máu thôi mà em lại vẫn cứ thích làm mà anh không cho. Có nghĩa là đụng dao là không chép là bà nấu đồ ăn không được, không cho nấu luôn, em nấu không.
cả cái việc nấu mì. nấu mì lúc trước nhớ hai đứa có còn đúng một gói mì trong nhà. Lúc đó là khoảng chăm tụi nhỏ xong là cũng đêm rồi, xong rồi khoảng 1 giờ còn gói mì hai đứa tính là nấu lên để ăn, là mì dạ mì mì ly á, chắc nước mì trộn khô chắc sao lọt vô cống rồi ngồi buồn rồi cười luôn. Dạ, từ đó là thôi. em hậu đậu, chỉ có việc là em cảm thấy là em chú tâm vào chó mèo là nhiều nhất thôi. Chứ những việc khác là em dở cực kỳ luôn. Đặc xấu của bà là hậu đậu đó. Hậu đậu mới dễ đứt tay. Rồi mì trùng cũng rớt xuống cống thì đó. Rồi em có mong muốn chồng thay đổi điều gì không? Dạ không ạ, em không muốn ảnh thay đổi gì hết, giữ y xì vậy. Dạ. Luôn chỉ là mong ảnh là bớt stress lại thôi ạ. Nhưng mà chắc là do là lo cho em quá nên mà em có nghĩ đến một lúc nào đó tuổi cao sức yếu ảnh bệnh hay một cái gì đó thì ai sẽ là người lo cho em? Dạ đúng rồi, thực sự là em lo phần đó lắm, tại vì ảnh lo cho em từng chút một, giống như gọi là gần như là cha lo cho con luôn á. Lúc đó như thế nào? Em có nghĩ tới cái viễn cảnh đó không? Dạ có chứ, hồi trước thì em có từng nghĩ và ảnh cũng từng nói là sau này thí dụ mà mình hai đứa mình già rồi á thì anh không biết là anh muốn anh đi trước hay em đi trước nữa, vì thực sự là anh đi trước anh lo cho em lắm. Không, thực sự là như vậy nè. Trong cuộc sống thì là hai đứa bây giờ còn trẻ lắm. Đừng có nghĩ gì đến những cái chuyện vớ va vớ vẩn đó. Cái đó là nói nghiêm túc. Bởi vì em phá cái nguyên tắc, tức là nó cũng rất là hợp lý đối với hoàn cảnh của tụi em. Tại vì đâu phải cứ có con là sau này nhờ được con đâu. Nhiều khi con mình lớn tuổi già rồi con nó có cuộc sống riêng. Thì cũng là con chăm, 10 đứa con chăm cha không bằng bà chăm ông và ngược lại. Thành ra là cứ enjoy với cái cuộc sống bây giờ. Miễn là tụi em thấy tụi em hạnh phúc là được rồi. Không cần, còn đừng bao giờ nghĩ chuyện là trời ơi sau này anh bệnh thì sao, em bệnh thì sao. Đừng nghĩ cái chuyện đó, mất công cũng lắm. Ba mẹ em cũng lo, tại ba mẹ em thì chấp nhận việc không có cháu từ em rồi. Nhưng mà ba mẹ em thì vẫn chưa chấp nhận lắm. Thì ba mẹ em chỉ lo là sau này hai đứa già thì không ai chăm thôi. Chỉ là em nói là lúc hai đứa già thì hai đứa vào viện dưỡng lão. Thì hai đứa tự chăm cho nhau. Thật ra tự chăm cho nhau hoặc là ở cùng những ông cụ bà cụ quen tuổi mình nói chuyện với nhau cũng rất là vui. Tại vì á, càng ngày em thấy đọc báo đọc chí đó, em mới nói là cái thời điểm này bây giờ để mình đẻ con, mình nuôi con rồi là mình chỉ mong là sau này có con đỡ đần, không có đâu, bỏ cái tư tưởng đó đi. Dạ đúng rồi. Thật sự mà nói là như vậy. Rồi, cảm ơn hai đứa. Với cặp đôi này, trước khi tạm biệt thì anh xin được bày tỏ một lòng ngưỡng mộ đến cho hai vợ chồng em nha. Và anh rất mong muốn có một dịp nào đó anh sẽ đến tham quan cái trạm đầy yêu thương của hai vợ chồng em. Đó. Và anh cũng là một trong những người rất là yêu quý thú cưng. Thì chắc có lẽ là khỏi cửa thăm nhà sẽ đến vợ chồng một em. Và anh rất mong muốn rằng là chương trình sẽ tạo điều kiện để thì kết nối đó, cái chuyến đi đó. Phải chương trình đó. Và anh nhất quyết phải đó. Đi. Chương trình không đi anh cũng đi luôn. Trời ơi. Ok. Dạ, cảm ơn anh. Rồi bây giờ mình bốc